Trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nhu cầu di chuyển của người dân bằng đường hàng không dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tăng lên nhanh chóng, khiến giá vé đang tăng từng ngày. Theo khảo sát, nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch trọng điểm vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã gần kín chỗ, giá vé gấp hai lần so với ngày thường. Dù vậy, lượng mua vẫn tăng từng ngày. Trước nhu cầu tăng mạnh dịp này, các hãng hàng không đều lên kế hoạch tăng tải, tăng chuyến. Vietnam Airlines dự kiến cung cấp gần 450.000 chỗ từ ngày 24 đến ngày 4 tháng 5, các đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo. Bamboo Airways dự kiến tăng tần suất bay tối đa trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Cam Ranh và Hà Nội Phú Quốc.